Chào mừng quý anh chị và tất cả các bạn đã đến với video của Ngoan ngày hôm nay. Thì hiện nay thì việc mà yếu sinh lý đang rất là phổ biến và rất là nhiều quý anh nam hay gặp phải, không những là về tuổi tác nè và ảnh hưởng nhất là về môi trường, về công việc và về vấn đề stress, căng thẳng cũng ảnh hưởng đến tình trạng đó là yếu sinh lý. Ngoài những nguyên nhân trên thì một vấn đề đang rất là nổi trội hiện nay đó là vấn đề đó là hậu Covid, cũng gây ra cái tình trạng đó là giảm ham muốn và gây ra yếu sinh lý rất là nhiều. Hôm nay Ngoan làm video này để chia sẻ cho quý anh. Thì như chúng ta thường biết là yếu sinh lý thì cũng có rất là nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên nguyên nhân hiện nay đó là về vấn đề hậu Covid, thì hậu Covid đã để lại rất là nhiều di chứng như là ảnh hưởng về sức khỏe, làm cho sức khỏe của chúng ta yếu đi nè, ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh, làm bị stress hay quên, giảm trí nhớ, và đặc biệt là làm cho chúng ta hay có tình trạng đó là căng thẳng, mệt mỏi. Ngoài ra thì cũng sẽ làm cho chúng ta bị ho hay là thở dốc, và nguyên nhân mà ảnh hưởng đến cái tình trạng yếu sinh lý đó là nó sẽ tác động lên cái tinh hoàn và làm cho tình trạng đó là rối loạn cương dương. Ngoài ra thì việc mà làm sức khỏe của chúng ta yếu đi nè và stress căng thẳng cũng sẽ làm cho các quý anh hay là giảm cái tình trạng đó là ham muốn. Ngoài ra thì việc mà giảm ham muốn nè, rối loạn cương dương, thì việc mà xuất tinh sớm cũng là một trong những cái vấn đề của yếu sinh lý nam. Yếu sinh lý không những ảnh hưởng về sức khỏe tinh thần và đặc biệt ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình rất là lớn. Vì vậy thì quý anh nên chú ý những điều sau để giúp cho các anh là lấy lại cái tình trạng đó là giúp cho chúng ta tăng cường sinh lý hơn. Thì thứ nhất là các anh nên có cái chế độ nghỉ ngơi hợp lý, như chúng ta hạn chế thức khuya, hoặc là các anh giảm tình trạng đó là uống nhiều rượu bia hoặc là các chất kích thích. Ngoài ra thì các anh nên tập thể dục hàng ngày để giúp cho cơ thể của chúng ta hoạt động được tốt hơn, giúp cho chúng ta được khỏe mạnh hơn. Thêm nữa là các anh nên có một cái chế độ ăn uống hợp lý hơn. Như các anh muốn sử dụng một cái sản phẩm mà để hỗ trợ giúp cho các anh được cải thiện về vấn đề sinh lý, tăng cường cái hormone testosterone, thì các anh có thể sử dụng thêm đó là cái hũ saffron hay còn gọi là nhị hoa nghệ tây, ngâm với mật ong có đông trùng, hạ thảo, táo đỏ, kỷ tử. Đây là một sản phẩm hoàn toàn là thiên nhiên. Nó sẽ giúp cho các anh là tăng sức đề kháng nè, sẽ giúp cho các anh ngủ ngon, bồi bổ cơ thể, bởi vì trong cái saffron nhị hoa nghệ tây chứa khoảng 150 dược chất, và chứa các chất như là kẽm, canxi, magie, saffronan, rosin, pyrrolusin, không những giúp cho các anh là giảm tình trạng đó là stress căng thẳng, giúp cho các anh ngủ ngon, có sức khỏe được tốt hơn. Ngoài ra thì các khoáng chất như kẽm, sắt, canxi, magie, mangan, tất cả những cái chất này sẽ giúp cho cái cải thiện về chất lượng tinh trùng và cũng như là số lượng tinh trùng được tốt hơn. Còn cái việc mà kết hợp với đông trùng hạ thảo thì sẽ giúp bồi bổ sức khỏe, giúp rất là tốt cho việc là cải thiện chức năng gan, thận, phổi rất là tốt, để giúp cho các anh nam từ 35 tuổi về sau, hoặc là các anh nam đang trong vấn đề đó là hậu Covid mà muốn cải thiện là vấn đề về tình trạng sinh lý, thì các anh nên sử dụng hũ saffron ngâm với mật ong, đông trùng hạ thảo với táo đỏ kỷ tử, để giúp cho các anh nhanh cải thiện về tình trạng trên. Và để mà sử dụng cái saffron ngâm với mật ong, đông trùng hạ thảo, táo đỏ kỷ tử này thì các anh có thể là pha với là khoảng 300ml nước ấm là cái ly như thế này, hoặc là các anh có thể uống được nhiều nước hơn thì chúng ta pha trong cái bình như thế này. Vấn đề là chúng ta uống cái đúng cái đủ cái lượng saffron, mật ong, đông trùng, hạ thảo, táo đỏ, kỷ tử, còn nước nhiều hay ít là tùy thuộc vào mỗi người. Và nếu chúng ta uống được nhiều nước thay luôn nước lọc thì càng tốt, còn không thì các anh cứ uống ly như thế này
Và các anh nên dùng buổi sáng sớm là tốt nhất. Còn như các anh có hay quên thì cũng có thể uống giờ nào cũng được. Nếu uống buổi tối thì chúng ta nên uống trước 7 giờ. Và đây là cái một sản phẩm rất là thiên nhiên. Do đó thì chúng ta nên phải sử dụng là đúng, đủ điều. Và chúng ta nên kiên trì sử dụng, nó không phải là thuốc. Quý anh chị nào mà muốn sử dụng saffron ngâm với mật ong, đông trùng hạ thảo, táo đỏ kỷ tử giúp bồi bổ cơ thể, giúp cải thiện về hậu Covid, và đặc biệt đó là cải thiện về tình trạng đó là tăng cường sinh lý nam, thì hãy liên hệ với Ngoan qua số điện thoại là 0984167717 để Ngoan có thể hỗ trợ cho các anh chị nhanh nhất. Và trong quá trình quý anh chị sử dụng sản phẩm bên Ngoan thì phải liên hệ với Ngoan nếu mà quý anh chị có những cái thắc mắc gì thì cứ liên hệ với Ngoan nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.